Nghiêm, nhìn phải, thẳng. Thôi, từ phải sang trái điểm số. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nghiêm. Báo cáo thầy lớp 10A5, sĩ số 28, hiện diện 28, vắng không, báo cáo hết. Rồi, được, về cháu. Chúc thầy khỏe. Rồi, cảm ơn, chúc tập thể lớp khỏe. Để ông ta vào cái tiết học hôm nay thì trước hết là thầy có một câu hỏi. Thì hôm nay sức khỏe của mấy em có đảm bảo để chúng ta thực hiện cái tiết học này hay không? Nếu có, thầy sẽ hô, thì mấy em sẽ báo. Hôm nay sức khỏe có đảm bảo hay không? Có. Rồi, cảm ơn. Rồi, trong quá trình thực hiện, nếu em nào có vấn đề sức khỏe thì mấy em báo cho thầy. Để thầy kịp thời điều chỉnh cũng như là xem xét để giao bài tập cho nó phù hợp với cái trình hình sức khỏe của mình. Về đến cái tiết học hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu cho mấy em một kỹ thuật, đó là kỹ thuật chuyền bóng thấp tay hay còn gọi là điểm bóng. Thì trước khi vào cái kỹ thuật này thì cái nội dung này thì sẽ mang lại cho mấy em là về hai cái phẩm chất và năng lực. Cái phẩm chất đầu tiên đó là về phẩm chất tự chủ và tích cực. Phẩm chất thứ hai đó là phẩm chất là giúp đỡ bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập. Về năng lực thì chúng ta có hai cái năng lực ha. Cái năng lực chung đó là năng lực tự chủ và tự học. Năng lực thứ hai đó là giao tiếp và hợp tác. Và năng lực thứ ba đó là năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Ba cái năng lực này trong cái các hoạt động học tập thì mấy em phải biết chia sẻ, giúp đỡ bạn, biết sáng tạo tư duy để thực hiện cái nhiệm vụ. Về cái năng lực đặc thù thì chúng ta cũng có ba năng lực. Thứ nhất đó là chăm sóc sức khỏe. Thứ hai đó là năng lực vận động cơ bản. Thứ ba đó là năng lực về hoạt động thể thao. Về cái năng lực chăm sóc sức khỏe thì mấy em phải biết chuẩn bị vệ sinh, dụng cụ học tập cũng như sân bãi. Cái năng lực vận động cơ bản thì mấy em phải nắm được kỹ thuật cơ bản của kỹ thuật chuyền bóng thấp tay hay còn gọi là điểm bóng. Về năng lực hoạt động thể dục thể thao thì sau khi tiết học này kết thúc, mấy em biết vận dụng kỹ thuật điểm bóng để chúng ta tiến hành tập luyện và tham gia thi đấu để nâng cao sức khỏe và thành tích thể thao. Đó là cái mục tiêu của bài. Bây giờ thầy mời lớp trưởng lên ta triển khai cái phần tiết học của mình. Mời bạn Trâm. Ngọc Anh làm chuẩn. Có. Cử ly một giang tay dàn hàng. Hàng 2, hàng 4, sang trái một bước, bước. Khởi động, động tác cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay các khớp của tay cổ tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khớp vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ép vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khớp hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khớp gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình phải vui tươi lên. Đây là cái tiết học để mình giảm stress mà. Ép dầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ép ngang.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, bước nhỏ năng qua đùi tại chỗ em. Chạy bước nhỏ. Bước nhỏ nhớ phối hợp đánh tay lên nha. À, đánh tay lên với em. Tốc độ nhanh lên, năng qua đùi. Rồi, gót chậm mông. Thôi. Rồi, hít thở khoảng 5 giây. Lần 2, chuẩn bị, bước nhỏ. Năng qua đùi. Gót chậm mông. Thôi. Rồi tiếp theo là mình di chuyển trái, phải, tiến, lùi ha. Di chuyển thì mình chỉ là động tác di chuyển thôi. Di chuyển, chuẩn bị. Mình không làm động tác điểm bóng ha. Lần 2, chuẩn bị. Thôi. Rồi được về chỗ đây. Rồi em Nam làm chứng. Lớp vô hàng. Thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta vào nội dung bài à. Trước khi vào nội dung bài thì thầy có chia sẻ cho mấy em chuẩn bị trước cái nội dung mà mình đã học. Mấy em sẽ mời một bạn lên thực hiện trước, rồi sau đó bạn sẽ nhận xét và trình phân tích lại cái kỹ thuật của nhóm à. Còn các bạn còn lại chúng ta quan sát cái kỹ thuật của bạn nhóm 1 làm và chúng ta cho ý kiến. Rồi sau đây thì mời nhóm 1. Hai thằng trên mấy em ngồi ngồi sang đan thì mấy em ngồi ngồi bệt, không có ngồi chùm hổm ha, không ngồi lên gót chân, ngồi chùm ngồi. Rồi em mời một bạn lên thực hiện, là sau đó em phân tích cái kỹ thuật. Mình mời bạn Như lên thực hiện phần điểm bóng. Rồi mời một bạn lên tung bóng. Dạ, mời bạn lên tung bóng cho bạn Như. Rồi mấy em quan sát nhóm 1 thực hiện cái kỹ thuật điểm bóng hay còn gọi là chuyền bóng thấp tay. Rồi lần 2. Rồi lần 3. Thôi rồi đặt bóng tại chỗ đi em. Rồi mời mấy bạn nhận xét đi. Mời một bạn nhận xét. Rồi qua cái phần trình bày của nhóm 1 á, thì thành viên còn lại của cả hai nhóm em cho phần nhận xét của cái nhóm 1. Bạn nào xung phong? Mời bạn Huy. Dạ, phần nhận xét của em là bạn ở nhóm 1 thực hiện đó là tư thế chuẩn bị của bạn tương đối ổn định. Còn về phần tiếp xúc bóng là bạn chưa đặt đúng điểm tiếp xúc bóng trên tay, với lại là đường đi của bóng chưa ổn định cho lắm. Giờ thầy em xin hết. Rồi, cảm ơn bạn Huy. Qua phần nhận xét của bạn Huy cái giỏi nhóm 1 ha. Rồi các bạn còn lại mình có nhận xét bổ sung gì thêm không? Rồi không có thì qua phần nhận xét của bạn Huy thầy cũng chốt lại ha. Thì về kỹ thuật mà của nhóm 1 thực hiện, thầy cũng đồng ý với hai cái nhận xét của bạn Huy về tư thế chuẩn bị là chưa ổn định tiếp xúc bóng ha. Chưa có đúng cái điểm, chưa đúng 1/2 của cánh tay, đường bóng đi là không ổn định. Tuy nhiên cái động tác kết thúc của nhóm 1 nó cũng còn một hạn chế, đó là không có phối hợp được giữa chân với lại động tác nâng cái tay, và động tác kết thúc nó chưa có vươn người hết cỡ về trước. Đó là phần nhận xét của thầy với lại bạn Huy nhóm 1 rút kinh nghiệm. Rồi mời hai bạn về chỗ. Trước khi vào tập luyện thì nhóm 1 sẽ đại diện phân tích cái kỹ thuật lại một lần nữa cho lớp mình thực hiện, rồi sau đó thầy sẽ chốt những cái ý chính để mình nắm và mình những cái lỗi trong điểm bóng, có mấy cái lỗi nào thường mắc thì mấy em tránh trong quá trình tập luyện. Rồi mời bạn lớp trưởng. Em xin thông qua kỹ thuật điểm bóng về tư thế chuẩn bị là người ở tư thế trung bình thấp,
chân có thể rộng hơn hoặc bằng vai, hai tay thì co tự nhiên và mắt hướng về phía bóng. Khi mà đã xác định được điểm rơi của bóng thì hai tay duỗi thẳng, hai bàn tay nắm bắt chéo vào nhau, tay này đặt lấy tay kia, hai ngón tay cái song song và kề sát bên nhau. Khi mà bóng đã rơi về tư thế tiếp xúc bóng, khi bóng đã rơi đến phần ngang hông cách thân người khoảng một cánh tay thì chân bắt đầu duỗi thẳng và hai tay nắm chắc vào nhau ép sát. Chúng ta dùng một phần giữa cẳng tay để điểm bóng và kết hợp với nâng tay từ dưới lên trên với một mức độ cần thiết. Hai chân thì tiếp tục duỗi và hai tay ép sát vào nhau. Khi bóng về ở tư thế, khi bóng rời tay là chân tiếp tục duỗi thẳng và hai tay vẫn tiếp tục căng thẳng và đi theo hướng bóng đi một đoạn ngắn, sau đó thì thu về tư thế chuẩn bị và tiếp tục để thực hiện cái động tác tiếp theo, và đó chính là kỹ thuật điểm bóng. Qua phần trình bày của đại diện nhóm 1 về cái kỹ thuật điểm bóng, bây giờ lớp cho nhận xét, nếu như bạn mình thực hiện tốt thì đề nghị lớp mình cho một đàn pháo tay. Còn nếu như mà bạn nào cảm thấy bạn mình trình bày còn hạn chế ở cái điểm nào thì cho ý kiến ha. Rồi bây giờ thầy đặt câu hỏi ha. Rồi lớp cho phần ý kiến đó là về phần trình bày của nhóm 1 của bạn là như thế nào, có tốt không? Nếu tốt thì đề nghị cho một đàn vỗ tay. Rồi bạn nào có ý kiến khác không? Rồi không có. Rồi thầy nhận xét luôn về phần trình bày của bạn đại diện nhóm 1 thì bạn trình bày rất là rõ ràng chi tiết, bạn có chia ra từng cái giai đoạn để mấy em tiện nắm và thực hiện cái động tác. Tại vì trong một động tác nó có rất nhiều cái chuyển động phối hợp với nhau, thì bạn tách ra làm 3 cái giai đoạn chuẩn bị tiếp xúc và đánh bóng đi hay còn gọi là điểm bóng. Tuy nhiên ở đây thầy sẽ chốt lại, rồi thầy sẽ mời bạn nhóm 1 về chỗ, mời bạn Quy lên đây. Trước khi thầy chốt lại cái kỹ thuật điểm bóng thì thầy sẽ thị phạm lại cái động tác điểm bóng cho mấy em. Thứ hai là những cái điểm lỗi khi để mấy em nắm và mình tránh trong quá trình tập luyện. Rồi bây giờ Quy tung bóng cho thầy. Thầy sẽ thực hiện cái phần điểm bóng trước ha, cho mấy em xem. Tung bóng cao cao có điểm rơi ha. Rồi tung anh. Rồi làm lại lần hai. Thôi thì ở đây thầy sẽ chốt lại cho mấy em ba cái lưu ý. Về đầu tiên tư thế chuẩn bị. Tư thế chuẩn bị thì mấy em đứng làm sao cho nó tư thế thoải mái nhất và đứng lệch chân trước như sau ha. Khi này gối chúng ta hơi khuỵ, hay còn gọi là trung bình thấp, hơi khuỵ, bụng ta hóp lên. Hồi nãy nhóm 1 là mình chuẩn bị lại thang lại ha, không có hóp cái bụng lên mà lại ngửa, hóp bụng lên. Tay là hầu như chúng ta phải gặp ngay khúc khuỷu. Tư thế tạo thành tay tiếp xúc bóng, đây là tư thế chuẩn bị. Mắt là luôn luôn quan sát cái hướng bóng, đúng được không? Rồi giai đoạn thứ hai là tiếp xúc bóng. Giai đoạn này thì mấy em lưu ý cho thầy cái tư thế tay nào mà thuận của mình, tay đó là tay chủ đạo trong điểm bóng. Vì vậy tay đó là được sẽ được hình thành trước, có nghĩa là ông ta sẽ nắm tay trước. Thầy thuận tay phải nè, thầy sẽ chủ đạo nắm tay phải, tay còn lại chúng ta bao từ phía ngoài. Khi bao tay lại làm sao hai ngón tay song song, đồng thời chúng ta phải bẻ cái cổ tay xuống để căng các nhóm cơ của cánh tay đủ cứng để trái bóng nó nảy. Nếu như phần này mà mình làm không tốt thì trái bóng này nó sẽ không nảy, tại vì bóng hơi mà mình phải cứng hơn trái bóng thì trái bóng nó mới nảy được. Khi mà chúng ta tạo thành tay tiếp xúc bóng thì chúng ta phải bẻ cái tay, đồng thời gì ép cái vai lại để hai cái tay nó được song song. Bạn nào mà hai tay càng song song càng tốt. Có một số bạn không làm được cái này thì rất là khó điểm bóng. Rồi giai đoạn thứ ba là bóng rời tay thì chúng ta phải đạp được hai cái chân xuống đất, đồng thời duỗi khớp gối, vai nâng lên một góc độ vừa phải thích hợp, đồng thời người phải vươn về phía trước. Kết thúc, sau khi kết thúc xong ta trở về động tác gì? Chuẩn bị, đúng không? Đây, chuẩn bị ha, chuẩn bị. Rồi đó là cái phần lưu ý của phần điểm bóng. Rồi trong điểm bóng có ba cái điểm lỗi mà mấy em thường phải mắc. Cái thứ nhất là đứng tư thế chuẩn bị không đúng. Phần lớn là mấy em lên mấy em đứng cũng có tương xứng sao, nhưng mà mấy em đứng là ở tư thế lưng mấy em thẳng như thế này. Khi điểm bóng thì mấy em không có đạp mà mấy em cứ đứng lên, do mình đứng thẳng lưng nè. Mình cứ duỗi gốc gối thì cái người mình đã đứng lên.
mà mình phải đổ người vào trước ha, chồm người trước và ông ta đạp cái chân sau, hiện gót lên. Rồi lỗi thứ hai, tiếp xúc bóng sai, tung bóng quy. Rất nhiều cái trường hợp này sai, đặc biệt là nữ. Đây. Hả? Khi tiếp xúc bóng sai rất nhiều, bây giờ trường hợp mấy em còn tiếp xúc là ngay cái phần nắm đấm của mình. Phần này là sai. Ha. Cái sai thứ hai của tiếp xúc bóng. Đây. Đây. Là tay mình không thẳng. À, lý do là mình không có bẻ cái tay xuống, mà tay mình không thẳng thì cái bóng nó lại không đi theo cái quỹ đạo mình muốn. À, rồi cái lỗi thứ ba, lỗi thứ ba, cái lỗi này thì kể cả mấy em mà chơi lâu, mấy em cũng thường hay mắc. Đó là cái lỗi gì biết không? Di chuyển tay luôn luôn nắm, không bỏ tay ra. Tư thế chuẩn bị là mấy em đã lên như thế này rồi, à, chuẩn bị là như thế này rồi, rồi tung bóng đi. Mấy em di chuyển, mấy em vẫn cầm để bóng. À, cầm cái tay mấy em điểm bóng thì cái phần này là rất là nhiều. Đây là cái thói quen khi tập thì mấy em cần phải tránh ba cái trường hợp này ra. À, rõ chưa? Để vào cái nội dung, trước hết đó, thầy sẽ tập mô phỏng lại cái động tác điểm bóng cho mấy em đồng loạt cả lớp, rồi sau đó mình tách làm hai nhóm, chúng ta tập cái kỹ thuật có bóng. Rồi khi tập kỹ thuật có bóng thì mình có ba cái bài tập. Một là tập tiếp xúc bóng, hai cá nhân tự điểm, ba là hai em một bóng điểm bóng qua lại với nhau. À, đó là chúng ta bài tập phối hợp cặp đôi. Rồi bây giờ lớp đứng lên. Bên phải làm chứng. Lớp giãn cách một gian tay, gian hàng. Tiến hai bước, bước. Hàng hai, hàng tư, sang phải, một bước, bước. Thôi, rồi, bây giờ thầy sẽ tập đồng loạt cho mấy em cái kỹ thuật điểm bóng thấp tay hay còn gọi là chuyền bóng thấp tay hay còn gọi là điểm bóng. Giai đoạn 1 là tư thế chuẩn bị. Bây giờ mấy em sẽ cùng tập với thầy. Đầu tiên, chân bên tay thuận mình đặt phía sau không thầy? Chân còn lại đặt lệch ngang vai, lệch nửa bằng chân. Ha, để tạo tư thế thoải mái nhất. Thấy chưa? Cử đồng hai, gối khuỵ, ha, bụng hóp cái bụng lên, tay gặp lại, ha, cố gắng gặp lại, đưa song song với mặt đất, ha, thu cổ tay lại em, gặp tải lại lại nè, đúng không? Đổ người về trước. Thôi, rồi làm lại ha, chuẩn bị, đổ người về trước ha, thôi. Rồi làm lại, chuẩn bị. Thôi, liên tục ha. Thôi. Thôi. Rồi, giai đoạn thứ hai là tạo hình tay để tiếp xúc bóng sau khi mình quan sát, phán đoán điểm rơi của bóng. Ở tư thế chuẩn bị, ha, tay phải, tay chủ đạo của mình sẽ nắm tay trước. Khi bao tay là chúng ta phải bẻ con tay xuống liền, ép cái dây lại liền. Nắm được không? Ha, rồi, thôi. Ở tư thế chuẩn bị, hiểu chưa? Tạo hình tay ha. Úp. Hạ tay à. Tháo xuống em. Ép cái dây lại, ép cái dây lại. Ha. Cho chắc vô. Thôi. Thôi làm lại, chuẩn bị. Úp. Thôi. Chuẩn bị. Up. Thấp góc độ xuống nè. Khúc này mình chưa tiếp xúc bóng mà ha, mình đang ở tư thế nào mình đang tay vô đó. Quy thấp tay xuống em. Thôi. Thôi. Bây giờ mình tới giai đoạn thứ ba là tiếp xúc bóng ha, hay là bóng rời tay hay là đánh bóng. Thông thường mình gọi đó là điểm bóng, đúng không? Bây giờ khi điểm bóng, sau khi mình tạo hình tay xong, đạp chân mạnh xuống đất ha, chân sau duỗi, tay nâng ở một góc độ vừa phải, dứt khoát. Rồi lúc này tay hầu như nó song song với mặt đất là chúng ta dừng lại, nhanh chóng trở về tư thế gì, chuẩn bị ha. Rồi chuẩn bị tạo hình tay, thấy chưa? Úp. Giữ nguyên, giữ nguyên, khiển gót lên em.
À, thôi. Rồi, tư thế hình tay. Được chưa? Up. Chuẩn bị. Up. Chuẩn bị. Up. Thôi, rồi đó là cái kỹ thuật mô phỏng. Bây giờ thầy thổi còi với em làm liên tục 5 lần ha. Chuẩn bị. Thổi còi cái là mình điểm xong mình trở về trung bình liền ha. Chuẩn bị. Bây giờ liền. Thôi. Rồi, bây giờ nhóm 1, hai em một bóng, di chuyển vị trí thành hàng ngang. Một em sẽ giữ bóng, một em là động tác điểm bóng, tiếp xúc làm sao canh cho 1/2 của cánh tay. Mỗi em thực hiện 5 đến 10 lần. Rồi đổi người. Bài tập thứ hai, sau khi mình thực hiện xong thì mỗi em là tự thực hiện điểm bóng, điểm một lần thôi. Rồi chụp lại, hang tung lên, điểm lần thứ hai, chụp lại, tung lên, điểm lần thứ ba. Mỗi em điểm từ 5 đến 10 lần thì đổi người. Sau đó hai em một bóng, một bạn tung, một bạn điểm. Rõ chưa? Rõ chưa? Rõ. Rồi, nhóm 2 di chuyển qua đây lấy bóng. Nhóm 1 đại diện hàng thứ nhất lên nhận bóng. Nhóm 2 quay đi vòng bên trái. À, bên phải quay. Rồi di chuyển lên. Lấy bóng đi em. Hàng thứ nhất lấy bóng, nam đây, thành hàng dọc ở đây. Rồi, nhóm 1 lùi 3 bước bước sát dưới luôn. Rồi, bạn nào cầm bóng đằng sau quay. Rồi, vậy là cái nhóm mà chưa có bóng, mấy em thì làm động tác là điểm bóng. Còn cái bạn hỗ trợ bạn mình thì có nhiệm vụ là cầm trái bóng đặt, bạn mình làm động tác điểm. Rõ không? À, thử coi. Chuẩn bị đâu. Rồi, điểm coi. Rồi, trở về. Thôi, rồi. Một bạn cố định bóng. Ha, rồi bước lên là động tác điểm bóng em. Thầy, bạn hỗ trợ ở đây. Rồi, bước lên điểm, di chuyển lên. Thẳng tay là cố định. Rồi, lúc này người tập sẽ ở tư thế chuẩn bị nè. Rồi, sau đó mình di chuyển là động tác điểm bóng. Ha, trở về, điểm bóng. Rồi, trở về, ha, điểm bóng. Được không? Tư thế chuẩn bị của em đâu? Thấp tay xuống, đổ người về phía trước. Thẳng bước đứng trước đặt. Giữ bóng cho chắc mấy em. Người giữ bóng phục vụ bạn mình, hỗ trợ bạn mình á. Đây. Ừ. Tiếp xúc bóng ở đâu? Tiếp xúc bóng ở đâu? Cái nhóm mà hỗ trợ bạn mình tập nè. Nếu mà bạn mình tiếp xúc không đúng 1/2 cánh tay tự xuống thì mình phải nhắc bạn mình thấp tay xuống em. Nắm tay cho chắc lên kìa. Đây, bước ra đây, đây. Người tập ở tư thế chuẩn bị, đúng không? Rồi khi thực hiện điểm bóng nè, di chuyển lên, ép cái dây, kết thúc động tác xong, trở về, ha, rồi trở về, đúng không? Trở về, ha, làm động tác cho dứt khoát, rồi tiếp tục, tay thấp xuống, cao quá làm sao bạn điểm được em? Thôi, đạp chân lên trăm nè, trăm mai trăm nè, dứt khoát lên em, đạp vũ dứt khoát lên. Đấy nè, không có, bước ra bước đây nè, cái chân mình đã làm động tác dứt khoát lên, đứng em đứng thẳng lên, thẳng lên. Rồi cái chân sau, chú ý chân sau nè, ha, tạo hình tay nè, thẳng thẳng hai chân luôn ha. Em là chỉ sử dụng lực tay thôi, em cứ vậy thôi, chưa có đạp ha, được, chưa sử dụng lực chân được, thẳng luôn. Ừ, đúng rồi. Thấp tay xuống cho trăm cho bạn, tại mình hơi cao hơn bạn. Rồi mình chuyển sang nội dung thứ hai là cá nhân tự điểm tại chỗ. Đó, lùi bạn nào chưa có bóng lùi về sau một bước bước. Rồi điểm tự tung, điểm một cái là chụp lại điểm lại ha. Thấp người đạp chân. Huy ráng giữ thằng cái tay.
Rồi lần 2. Rồi bây giờ bạn lại điểm tốt, hồi nãy bạn điểm sai. Rồi thầy mời em bước ra điểm coi. Đặng thầy sửa sai chứ không gì á. Rồi lần 2. Thôi được rồi. Thì qua cái phần điểm bóng của bạn này thì có hai cái lỗi. Thứ nhất là tư thế chuẩn bị bạn không có. Thứ hai là động tiếp xúc bạn đúng hay sai. Sai là ngay phần nắm đấm. Khi tập thì mấy em lưu ý cho thầy phối hợp giữa đạp chân, tạo hình tay và tiếp xúc bóng cho nó đúng ha. Bây giờ thầy sẽ thực hiện lại một cái thì mấy em lưu ý để mình tập. Đây, tung bóng ha, chụp lại đúng không? Đây, chụp lại. Rồi, chụp lại ha. Mình phải đạp duỗi cái tay ha. Rồi, mình tiếp tục. Dứt khoát lên nè. Rồi. Rồi, nhóm nữ mình dừng lại. Rồi, em bước ra điểm bóng cho thầy. Quan sát bạn mình điểm bóng. Rồi, lần 2. Thôi, đây. Bạn nữ mình điểm bóng là thiếu một động tác. À, thiếu một động tác đó là đạp chân. À, động tác đạp chân, sử dụng lực chân. Thì bây giờ khi tập thì em lưu ý giùm thầy. À, lưu ý giùm thầy. Cái động tác đạp chân này, à, đó là động tác điều chỉnh cái lực. À, cho bóng nó, cái đôi bóng nó nảy cao hay thấp là cái phần chân này rất quan trọng. Nó là điều chỉnh cái lực kết hợp với cái tay. Khi điểm bóng chú ý ha, duỗi đúng không? Đó, đạp cái chân. Đây, đạp chân nè. À, mình đạp hai cái chân mình lên. À, cố gắng duỗi hết cỡ lên. Rồi mình tiếp tục. Mình làm động tác cho nó nhanh rồi dứt khoát. Thôi, thôi, bây giờ mình chuyển bài tập thứ ba là một bạn tung, một bạn đệm. Giãn cách ra là sát lên đây Hiển. Dừng lại, khi tập điểm bóng lưu ý, bóng là phải có điểm rơi. À, bóng có điểm rơi, có rất nhiều em mình điểm bóng là bóng nó lao. Nó lao thì chúng ta sử dụng cái bước thứ hai không được. Tại vì bước thứ hai là yêu cầu là bóng phải có đỉnh để chúng ta chuyền bước hai. Vì vậy khi điểm bóng phải lưu ý là mình điểm bóng là phải có điểm rơi. Rồi à, em bước ra thầy. Rồi. À, quay sát giùm thầy, thầy điểm bóng nè. À, lưu ý là bóng phải có điểm rơi. Rồi à, tung bóng đi em. Đây. À, bóng phải có điểm rơi như vậy để cái người thực hiện bước ha, cái bước 2 để chúng ta thực hiện mới tốt. Còn mình điểm bóng rơi à, nó lao thì không thực hiện được bước 2. Rồi lưu ý cho thầy ha, điểm bóng có điểm rơi. Rồi tiếp. Muốn có điểm rơi thì chúng ta nâng cái góc độ cao lên. Đúng. Rồi, đạp ạ. Tung bóng cho chuẩn hai tay em. Cầm bóng hai tay tung cho bạn mình dễ đẹp. Đúng rồi. Bước đây, bước đây. Nè, khi mình nâng cái tay này lên nè. Tay này em nâng phải ngang, tiếp xúc bóng ngang ngang ha. Em tiếp xúc bóng đang đây nè. Nên bóng nó lao như đây ha. Nâng cái tay cao lên. Bạn mình tập sai nhắc bạn mình ha. Rồi bây giờ thầy sẽ điểm quan sát thầy nè ha. Đây, nâng cái tay cao lên nè, đúng không? Đó, nâng cái tay ngang vai, hầu như nó song song với mặt đất, để cái bóng nó có cái độ điểm cao. Nâng cao lên. Ừ, đúng rồi. Tung thiếu thiếu chút sơn rồi.
Đó, tốt, nâng cao lên tí xíu nữa. Nâng cái tay phối hợp, nâng cái tay lên. Đó, tốt ha. Cái góc độ mình tiếp xúc là nó thấp quá, nhỏ quá cho nên bóng nó bị lao. Rồi, lớp dừng bóng. Trăm tập hợp lớp thành 4 nghe không thầy? Sau khi mình thực hiện cái nội dung là làm quen với cái kỹ thuật là điểm bóng hay còn gọi là chuyền bóng thấp tay, bây giờ mình sẽ tham gia một trò chơi để củng cố cái kỹ thuật. Thì cái trò chơi là chúng ta di chuyển điểm bóng tiếp sức, mỗi một em sẽ thực hiện là 3 lần chạm bóng tại chỗ, sau đó đặt bóng cố định rồi di chuyển về chạm tay bạn mình, chạm tay bạn mình. Thì cái phần này yêu cầu là chúng ta phải chia tổ. Bây giờ nhóm 1 mình về gì nhóm 1 giùm thầy. Nhóm 2 về nhóm 2 giùm thầy. Nhóm 2 đâu, giơ tay lên. Nhóm 3 về nhóm 3 giùm thầy. Giơ tay lên. Rồi nhóm 1 2 3 4 trăm lấy 4 cho bóng đặt đó không thầy. Nhóm 1 bên đó. Ôi, nhóm 2 8 người đúng không? Nhóm 1 này có chỉ có 5 thôi, nhóm 2 cắt qua nhóm 1, một bạn nữ, một bạn nam. Rồi nhóm 2 nè, qua di chuyển thôi nha, bạn nam di chuyển qua nhóm 1 thầy, ở nhóm 4 thầy. Rồi, nhóm 1, một bạn nam di chuyển qua đây thầy. Rồi bây giờ thầy sẽ phổ biến cái thể lệ ha, quy định chơi. Rồi, thành viên của mỗi nhóm lưu ý giùm thầy, sau khi có tín hiệu mấy em di chuyển lên đến vị trí có bóng, thực hiện động tác điểm bóng tại chỗ 3 lần chạm bóng. Rồi, đặt bóng cố định, di chuyển về chạm tay bạn mình thì bạn mình di chuyển lên tiếp theo. Cứ như vậy thực hiện. Nhóm nào hết trước thì nhóm đó chiến thắng. Cái nhóm nào về sau thì nhóm đó là thua. Thì thua sẽ được một phần quà, đó là chúng ta dọn dẹp dụng cụ sân bãi để vào vị trí quy định. Rõ chưa? Thầy yêu cầu khi mà đặt bóng là phải nằm tâm khu vực quy định ha. Khi thực hiện thầy yêu cầu là mình cổ vũ động viên thành viên của đội mình ha. Trước khi thực hiện cho một đoàn pháo tay về tinh thần coi. Chuẩn bị. Điểm bóng tại chỗ 3 lần chạm. Rồi. Nhóm nào đặt bóng ra khỏi khu vực này là phạm quy nha. Cổ vũ bạn mình coi. Vỗ tay bạn mình. Tổ 2 là phạm quy một lần nha. Rồi, tổ 2 hết trước ha. Nhanh lộn banh về. Phạm Quy. Tay ơi. Rồi, tổ 4 hoàn thành, tổ 3 hoàn thành. Rồi, tổ 1 tiếp tục, vỗ tay tổ 1 coi. Rồi, như vậy là trò chơi kết thúc. Đúng không? Bây giờ mình công bố kết quả. Vậy là sau khi mình kết thúc cái trò chơi thì cái phần thể hiện của tổ 1 đã xuất sắc là về thứ 4. Rồi, về thứ 3 đó là tổ 3. Về thứ 2 đó là tổ 4. Và đội về trước nhất đó là tổ mấy? Rồi, tổ 2 cho một đoàn pháo tay chúc mừng tổ 2. Rồi, rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ củng cố cái kỹ thuật điểm bóng qua cái phần trò chơi. Thì thầy nhận xét còn rất nhiều em chúng ta thực hiện cái điểm bóng chưa tốt trước khi kết thúc
Rồi thầy sẽ lưu ý một số cái điểm mạnh điểm yếu cho mấy em, rồi về nhà để mình có cái hướng mình tập định khắc phục. Bây giờ thầy mời hai bạn sẽ lên thực hiện lại cái phần điểm bóng cho lớp mình quan sát và rút kinh nghiệm. Bạn nào xung phong, thầy mời bạn lớp trưởng. Rồi thầy mời một bạn nam. Rồi thầy mời tổ thứ tư. Bốn em đầu tiên mấy em ngồi. Rồi quan sát bạn mình thực hiện điểm bóng, mỗi em thực hiện điểm hai lần, một bạn tung một bạn điểm. Rồi quan sát bạn mình ha. Lần một, lần hai. Rồi làm ngược lại. Thầy mời em đầu hàng. Rồi, nhận xét. Đầu tiên là em nhận xét bạn Trâm. Dạ thưa thầy, em xin nhận xét bạn Trâm là bạn có tư thế chuẩn bị tốt, hướng đi của bạn cũng khá là ổn định, bạn thực hiện khá là tốt động tác. Rồi, cảm ơn. Phần trình bày nhận xét của bạn đối với bạn Trâm. Ở đây, về phần nhận xét của bạn thì có hai điểm lưu ý. Tư thế chuẩn bị là tốt, tiếp xúc bóng và đường bóng đi ổn định. Thầy nhận xét mức độ thực hiện của bạn Trâm như sau. Thứ nhất là về tư thế chuẩn bị, bạn có tư thế chuẩn bị nhưng mà còn rất là cứng, rất là cứng, là cảm thấy là người cái chân mình nó rất là nặng, nó không có được thoải mái. Cái thứ hai là động tác lăn tay của bạn mình, động tác lăn tay của bạn mình thì chưa đúng, tiếp xúc bóng đúng nhưng mà động tác lăn tay của bạn mình chưa đúng. Rồi cái thứ ba là kết thúc động tác của bạn mình là chưa đạt yêu cầu. Khi kết thúc động tác bạn mình là chưa có ở tư thế là hình thành là cái hình tay và duỗi được cái đạp được cái phần chân. Rồi bạn Trâm về lưu ý thêm cái phần đó ở về chỗ. Thầy mời một hai bạn nhận xét bạn Sơn. Thầy mời em nữ đầu hàng. Thứ hai là em thấy bạn tư thế ổn, đánh bóng tốt. Rồi bạn nhận xét là tư thế bạn mình ổn, động tác đánh bóng bạn mình tốt. Đánh bóng đây là tiếp xúc bóng á. Bạn mình chỉ có hai ý kiến thôi. Em nào có ý kiến khác thì mời bạn nam của nhóm 2. Dạ thưa thầy, là em thấy là động tác về tư thế chuẩn bị thì bạn làm tốt, đường đi bóng thì ổn định. Em xin hết. Vậy là phần nhận xét của bạn nam với bạn nữ này cho bạn Sơn là tương đối với nhau. Rồi, ở đây mấy em không nhìn ra được hai cái lỗi của bạn Sơn. Cái lỗi thứ nhất đó là đường bóng của bạn Sơn đi là chưa đạt yêu cầu. Nhưng mà hai em này lại là không quan sát nhìn ra. Yêu cầu có điểm, cái đường đi bóng là gì? Có đỉnh và có điểm rơi. Thì bạn Sơn là điểm bóng lại đi lao. Cái thứ hai là động tác kết thúc của bạn Sơn giống như bạn Trâm là không có động tác dứt khoát. Khi điểm bóng kết thúc là phải ở dứt khoát tư thế, đạp hết người về trước, dương người về trước, tay là phải hầu như song song với mặt đất. Rồi bây giờ thầy sẽ thực hiện lại một lần, mấy em quan sát, rồi sau đó về nhà mình có cái hướng để mình tập. Rồi tung bóng đi em. Rồi làm lại ha. Thôi đó, khi mình điểm bóng là mình phải đạp duỗi hết cỡ. Cái tay này hầu như là song song mặt đất, người là vươn hết cỡ lên và hơi về trước, cố gắng là ép cái vai lại thì bạn Sơn hồi nãy điểm bóng nó lao. Đó là mấy cái về chỗ đi em, rõ chưa? Mấy cái mà mình còn hạn chế thì mình cố gắng mình khắc phục. Rồi lớp đứng lên. Bên trái quay, lấy bên trái làm chuẩn cự ly một giang tay giang hàng. Rồi thì hai hàng tư sang phải một bước, bước thả lỏng, hít thở, hít sâu vô một hơi thật là sâu, hết hơi mình luôn, thở ra cũng vậy mấy em, thở từ từ.
không nhắm mắt ha. Tập luyện thể thao là tuyệt đối không được nhắm mắt. Nhắm mắt là mình bị chóng ha. Luôn luôn mở mắt và nhìn về phía trước. Rồi lớp chú ý nhìn phải thắng thôi. Rồi trước khi xuống lớp à, thầy có nhận xét học của lớp như sau. Thứ nhất, tinh thần chuẩn bị của lớp, dụng cụ cơ sở chất khá tốt. Thứ hai, về cái thái độ thì mấy em tích cực. Tuy nhiên về cái phẩm chất mà giúp đỡ bạn cũng như là cái năng lực giao tiếp thì mình chưa được thể hiện. Có nghĩa là mình chưa có hỗ trợ bạn trong quá trình tập luyện à, chưa nhiều à, phát hiện bạn mình sai thì chưa có kịp thời nhắc nhở à, để hỗ trợ bạn. Về cái kỹ thuật thì nội dung của bài thì lớp mình cơ bản đã nắm được à, tuy nhiên cũng còn rất nhiều em chưa có hoàn thiện được kỹ thuật. Vì vậy về nhà mấy em phải cố gắng tập luyện thêm. Bài tập là mấy em là cá nhân tự tập điểm bóng tại chỗ à, giống như cái nội dung bài tập thứ hai của mình vậy đó. Cố gắng tập phối hợp di chuyển điểm càng nhiều càng tốt à, phối hợp được ba cái giai đoạn động tác à, chuẩn bị à, rồi tiếp xúc bóng và đánh bóng đi hay là điểm bóng đi. Rõ chưa? Rồi trước khi xuống lớp, lớp mình có ý kiến gì không? Có không? Không. Rồi không có thì mình xuống lớp ha. Có lớp. Nghiêm. Thể dục. Rồi các em nghỉ.